comment yes I'm ready. Các bạn comment đi. Yes I'm ready. Các bạn sẵn sàng, các bạn comment yes I'm ready đi. Okay. I'm ready. I'm ready. Awesome. Thanks. So it's okay, it's day 2, okay? Hôm nay ngày 14 nhé, mình sẽ học buổi 2 của khóa Awesome English. Hôm nay buổi 2 mình chia sẻ với một số người sẽ buổi thứ 3, okay? So we review, một số bạn học những cái này rồi thì các bạn sẽ học lại nha. Còn với rất nhiều người là đây là buổi đầu tiên. Các bạn ghi lại đi. The only way to do great work is to love what you do. Trước khi bắt đầu lớp học nhá, thì mình thống nhất một số quy tắc của lớp nhá. So let's have some rules, okay? Rules. Những quy tắc các bạn nhé, các bạn ghi đi, những quy tắc này. Everyone repeat. Rules. Rules là những quy tắc các bạn nhé. The first one, you have never give up. Never give up. Okay, các bạn không bao giờ từ bỏ nhé. Never give up, okay. Các bạn không bao giờ từ bỏ. Never give up. Là không bao giờ từ bỏ. Không bao giờ từ bỏ. Everyone, never give up. Okay, nghĩa là không bao giờ từ bỏ các bạn nhé. Never give up, okay. Okay, next one, tiếp theo. Next one, you do not spam, okay. Các bạn không spam nhé. Do not spam, okay. Tại vì trong lớp thì có một số bạn nhỏ ấy, thì là thầy nhắc trước các bạn là các bạn không spam nhé. Để mình có một lớp học có một chất lượng tốt nhất. Do not spam, okay. And always focus, và luôn là tập trung gọi nhé. Everyone repeat. Focus, nhắc lại đi. Focus là tập trung nhé. Okay, the first one. The only way to do great work is to love what you do. The only way. Mình sẽ học từ vựng luôn. The only way to do great work is to love what you do. Tức là cái cách duy nhất mà để làm những công việc vĩ đại là phải yêu những thứ bạn làm. The only. Only là duy nhất các bạn nhé. Duy nhất này. Way là cách. Hoặc là con đường. Cách này. To do means làm. Great là vĩ đại. Là tuyệt vời. Work means công việc. Is là yêu. Những cái bạn làm là yêu này. Cái gì bạn làm. Okay. Okay. The only way to do great work is to love what you do. Okay. Thầy xin mời một số bạn đọc các bạn nhé. Okay. Repeat after me. Các bạn được đọc thì các bạn mình thấy các bạn đọc nha. Okay. Repeat after me. The only way. The only way. The only way. To do great work. To do great work. Is to love what you do. Is to love what you do. Okay, awesome. Thank you very much. You're welcome. Okay, good, awesome. Okay, W bạn nhé, các bạn ghi lại quy tắc đầu tiên nào. Okay, rule number one. W này. Thì môi nhọn ra và đóng mở và đóng lại. Thì môi nhọn ra này và đóng lại phải đồng thời đẩy hơi ra. Okay, can you give us some example with the words start with W? Okay, các bạn lấy một số cái example xem nào, với những ngày từ bắt đầu bằng âm W ạ. Các bạn lấy một số ví dụ đi. Well, the only way to do great work is to love what you do.
What, đúng rồi. What, cái gì này? What. What else? Cái gì nữa? Win, đúng rồi, chiến thắng. Awesome. Where, ở đâu? Where, ở đâu này? We, chúng ta. Ok. Where does that go? Chờ chút nữa. So disable annotation, okay. Work. Okay, wait. Từ, tắt cái chế độ. Rồi, okay. We want, đúng rồi. Wall, awesome. Wall. Next one, want, còn nha. Repeat out to me. What là cái gì này? Means cái gì? Win means chiến thắng. Where means ở đâu. We means chúng ta này. Okay. Wall means bức tường. Want means muốn. Okay. Everyone repeat after me. What? Awesome. Next one. Win. Chiến thắng nào. Win. All right. Next one. Where. W gọn này. Where. Next one. We. Next one. Wall. Là bức tường. Next one. Want. Okay, now repeat after me. Thầy xin mời một số bạn nhắc lại theo thầy nha. Repeat after me. Repeat after me. Mời bạn nhắc lại theo thầy nào. Repeat. Okay. Xin mời một số bạn nhắc lại theo thầy nha. Okay, rất là nhiều các bạn tham gia rất chuyên sâu của thầy hôm nay đã học. Okay. Repeat. What? 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 Okay, next one. Win. Win. Okay, next one. Where? Where? Next one. We. We. Want. Want. Okay, next one. Want. Want. Okay, awesome. Perfect. Thank you very much. You're welcome. So for example, thầy xin lấy ví dụ của thầy nhé các bạn nhé. Thì để mà thầy có thể học tiếng Anh có những ngày là khoảng 22 giờ một ngày. Thế hoặc là tối thiểu là 6 giờ một ngày thì mình phải yêu rất là yêu cái tiếng Anh. Thì thầy yêu tiếng Anh qua những cách nào? First, watch movies. Các bạn ghi lại đi. Ghi lại những cái thói quen mà thầy đã từng làm, các bạn chỉ cần học theo thôi. Bạn comment đi, modeling. Modeling là làm theo. Các bạn cứ làm theo thầy thì chắc chắn các bạn sẽ giỏi như thầy. Hoặc là hơn thầy, các bạn comment đi. Modeling. Let's comment modeling. Đúng rồi, mình thấy là có con đường để thành công rồi, các bạn cứ làm theo thầy là chắc chắn các bạn sẽ thành công. Okay, I'm sure that if you follow me, you will be successful. Okay, yeah, I'm sure. Là chắc chắn như vậy. Okay, modeling. Good, đúng rồi. Bạn Nguyên Trần Tuấn Anh. Good. So first, bạn comment. Đầu tiên nha các bạn nha. Thì các bạn sẽ watch movies. Watch movies. Ai thích xem phim này các bạn ơi. Ai thích xem phim để học tiếng Anh à? Ai thích xem phim nói chung ấy ạ. Ai thích xem phim. Bạn comment là I want. Comment đi. I like. Tôi thích đi. Ai comment đi. Please comment I like. Yeah, means tôi thích nha các bạn nha. Tôi này. Thích. Okay. Like. Yeah, thích. Rồi, comment đi. Ai nào mở miệng ra. I like. I like watch movies, nghĩa xem phim, những bộ phim này. Okay, everyone, watch movies, okay, watch movies là xem những bộ phim các bạn nhá. Thứ hai đấy là read comics là đọc tiếng Anh này. Đây. Những truyện tranh các bạn nhé, những quyển truyện tranh.
những truyện tranh comics, read comics. Và những bạn mà học lớp English Mastery thì thầy chắc chắn sẽ tặng ấy những cái quyển comics, Dragon Ball, Doraemon, Shin, Conan. Ai thích đọc truyện tranh tiếng Anh nhỉ? Các bạn hãy comment là comment số 9 đi nào. Please comment 9, okay? If you like reading English comics, okay? Comment số 9 đi. Các bạn thực sự muốn nhé. Đọc truyện tiếng Anh. Okay. That's awesome. Or I listen to English songs, okay? Hoặc là nghe những bài hát tiếng Anh các bạn nhé, tiếng Anh này, English, tiếng Anh, những bài hát các bạn nhé, okay, các bạn, lờ mình uống lên nào, listen to English songs, okay, listen to English songs. Phần nhớ quy tắc này, rule number two, ill thì mình phải uống nữa lên này. Còn ok. For example, listen. Chẳng hạn như là nghe các bạn ơi. Listen. Ok. So can you give us some example with the words I start with L or end with L? Ok. Các bạn thử lấy một số ví dụ với một số cái từ mà có chữ L xem nào. Bắt đầu và kết thúc cũng được. Còn ở giữa cũng được các bạn ơi. Can you give us some example? Light. Đúng rồi. Light. Live streamer. Để thầy xem nào. Không biết là đã live lên được chưa? Chờ thầy một chút nữa. Lúc nãy là hình như chưa live lên được hay sao? Live on YouTube. Đây lúc nãy mạng nó bị gì? Cứ quay quay. Thôi. Máy em bị văng ra ngoài. Ok. Ok. Thầy thử live trên YouTube xem có được không nhá. Không hiểu mạng hôm nay có vấn đề gì. Ok, really hard. Wait a second. Thế các bạn chờ chút nha để thầy chuyển cái mạng nhá, để thầy chuyển cái mạng cho nó khỏe hơn các bạn nhá. Wait a second. Thầy chút thầy chuyển cái mạng nhá. Ai đồng ý chờ một chút nhỉ? Còn comment là I agree xem nào. Please comment I agree để mình học thêm tốt hơn. I agree, ok. Để chuyển mạng để khỏe hơn gọi nhé. Còn chờ chút nhỉ, thầy chuyển cái mạng. I agree. Cảm ơn cái mạng. Wait a second, hỏi chờ chút. Ok. Ok, can you hear me? Các bạn nghe thấy thầy nói không? Ok. Đã chuyển mạng đấy, chắc là mạng này khỏe hơn đấy. Để xem nó live trên cái YouTube hay nhờ, wait a second. Thầy xem lại live ở trên YouTube. Đây rồi, ok, được rồi. Học tiếng Anh. Wait a second. Ai comment cùng thầy Tùng này, ok. Go live đi. Ok, awesome.
Đó, comment awesome bên nào. Please comment awesome. Thầy đã live rồi các bạn nhé. Đúng rồi, kết nối mạng khỏe hơn thì tốt hơn. Đấy. Mạng nhà thầy có 4 mạng dự phòng cơ nên là không lo bị mất mạng đâu. Ok. So, các lớp comment nào, wait a second. Các lớp comment là wait a second nào. Nha, chờ một chút các bạn nhé. Chờ một chút. Wait a second. Hy vọng đợt tới mạng ổn hơn các bạn nhé. Ok, here we are. Rồi, đây là có. Ai mà bị, các bạn lưu lại cái link này nhá. Nếu ai bị out ra thì xem ở đây. Ok. Xin mời các cô host hỗ trợ các bạn khác nhé. À, là mình sẽ để thầy gửi cho các bạn nhé. Đây rồi, ok, rất là nhiều bạn. Xin mời các cô host nhé, mình hỗ trợ các bạn khác vào đi. Ok, wait a second. Ok, awesome. Rồi, are you ready to continue? Các bạn sẵn sàng học tiếp chưa? Ok. Let's go, mình học tiếp các bạn nhé. Ok, so you listen to English songs, ok? Hoặc là các bạn nghe cái nhạc tiếng Anh ấy. Đấy, I love listen to English songs and I learn through English songs a lot. Ok, good. Chữ L về A4 lên đây nào, các bạn thử lấy ví dụ như thế nào. Ví dụ là một số âm mà với âm L xem nào. Can you give you some example, ok? Lúc nãy các bạn comment là light, what else? Một số âm của âm L nào, để mình sửa phát âm nào. Learn là học này. Rồi, learn, what else? Lion, đúng rồi, hoặc là từ ở cuối xem nào. Listen, link, rồi, what else? Will, my girl, awesome. Rồi, thank you, thank you. Thì mình sẽ nói là you're welcome. Light là bóng đèn, đèn điện các bạn này. Learn là học. Lion là sư tử này. Listen là nghe các bạn này. Will là sẽ. Girl là cô gái này. Ok, everyone. Girl. Ok, one more time. Girl là cô gái nha, means cô gái. Rồi, repeat after me. Liked. More your time. Liked. Next one. Tiếp theo nha. Learn. Learn. Next one. Lion. Lion. Okay, awesome. Next one. Listen. Everyone, listen là nghe này. Next one. Will. Sẽ này. Will. Next one, girl, là cô gái nha. Ok, awesome. Rồi, perfect. Mời một số bạn đọc nha, so please. Nhắc lại cho thầy nha, thầy sửa cho, để các bạn nói chuẩn hơn nha. Đây. Repeat after me, light. 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 Ok, again. Next one. Learn. 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 Good. Next one. Lion. 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 Good. Next one. Listen. 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 Next one. Next one. What? Will. Will. Okay, next one. Will. Go. Okay, drink water. I drink water. Uống nước nào? I drink water. Okay, thank you. Thank you. Okay. Welcome. Welcome. Next one. Okay. Các bạn học một số thói quen của thầy nhá. Tối thế mà ai Ok, các bạn nhớ tắt mic nhá. Ok. For example, every day I drive on my car and I listen to English. Hàng ngày thì thầy lái xe và thầy nghe tiếng Anh các bạn ạ. I drive and I listen to English. Ok. Lái xe và nghe tiếng Anh. Lái xe này. Ok. Đấy, các bạn có thể tập những thói quen này.
các bạn lái xe có thể nghe ở trên kênh 104 cũng được này, kênh FM 104, bạn nghe kênh 104 sẽ có tiếng Anh. Hoặc là các bạn ngày xưa nhất, ngày xưa khi là thầy sinh viên ấy, thì thầy thường đi xe máy thì cũng nghe tiếng Anh. Đấy, nghe tiếng Anh. Các bạn tập thể dục cũng nghe tiếng Anh, nghe tiếng Anh. Ok. Well, for example, like when you work out. Yeah, means tập thể dục các bạn nhá, tập thể dục. Hoặc là các bạn work out. W nào? Work out. Ok, good. Next one, if you can dream it, you can do it. Nếu bạn có thể mơ nó thì bạn có thể làm được nó. If you can dream it, you can do it. If you, you can dream it, you can do it. Đầu tiên là mình phải mơ về nó đã, mình phải có nó trong đầu. You can do it. Nếu bạn, để cho to một chút, ok, 38. If means nếu này, bạn có thể dream it là mơ nó này, mơ nó. Bạn này, có thể, can means có thể này, do it làm nó. Nếu bạn có thể mơ nó thì bạn có thể làm nó. If you can dream it, you can do it. Nếu bạn có thể mơ nó thì bạn có thể làm nó. Giống như kiểu thấy, it's like me, okay? So before I have like all the medals and trophies. Trước khi thầy có tất cả những huy chương hay cúp này thì thầy được phải mơ về cái việc này đã. Okay, I had to dream about it and then I try my best to do it and then I get it. Okay? So it's the same for you. Giống như kiểu tiếng Anh ấy thì các bạn phải mơ là một ngày các bạn sẽ nói tiếng Anh rất là trôi chảy như một người nước ngoài. Ok. Ai tin rằng mình sẽ nói tiếng Anh trôi chảy như một người nước ngoài, các bạn hãy comment đi. I believe, ok. Please comment I believe. Tôi tin đi. Comment nào. I believe. I believe. Okay, tôi tin đi các bạn ơi, comment đi. Tôi tin nào. Okay, please comment I believe. Ok. I believe là tôi tin cái này, hay comment đi. I believe là tôi tin. Ok. I believe. Ok, next one, tiếp theo các bạn nha. Next one. Các bạn, ai xong rồi nhỉ? Các bạn ghi xong chưa? Hay comment là done đi nào, nếu bạn xong rồi. Ok, please comment done. Để xem cho một số bạn phát biểu nha. Hãy đọc cho thầy nha, repeat after me. If you can dream it. 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 You can do it. You can do it. You can do it. You okay, can yeah. do it. Yeah. Các bạn ơi, đọc lại âm nào. Can. You can. 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 Okay, one more time. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. If you can do it, you can do okay, it. Good. Thank you very much. Okay, thank you. You're welcome. Welcome. Okay, you're welcome. You're welcome. Okay, again. Nice one. Tiếp theo. Miss a meal if you have to, but don't miss a book. Okay. Bạn có thể là gì ạ? Bỏ qua một bữa ăn nhưng bạn đừng bao giờ bỏ qua một quyển sách. Okay. Miss a meal. Miss a meal if you had to. But don't miss a book. Okay. Trước khi học tiếp các bạn ơi, các bạn mình sẽ khởi động một chút các bạn nhé, để lấy thêm năng lượng nào. Ok, everyone. Wave your hands, ok. Hello, vẫy tay một chút nào. Wave your hands, everyone. Wave your hands, ok, wave your hands. Now, put your hands up. Hello, vẫy, hãy cho tay cao lên nào. Put your hands up, ok. Các bạn nào sẽ thấy nhá. Left, lờ uống lên nào. Left, everyone. Left.
Turn left. Right. Back. Mình sẽ chọn là back. And front. Mình chọn con này front. Okay, good. Next one. Left. Lower left. Right. Back. Front. Okay, one more time. Lần nữa các bạn ơi. Left. Right. Back. In front. Awesome. One last time. Lần cuối cùng các bạn ơi. One last time. Left. Right. Back. In front. Awesome. Thank you very much. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thank you. Okay, let's continue. Mình cũng tiếp tục các bạn nha. Let's continue, all right? Tiếp tục nào. Okay, miss là bỏ qua. Các bạn nhớ, các bạn phải học ít nhất là 1000 từ vựng các bạn nhé. Để mình nói tiếng cho trẻ. Các bạn comment nào. 1000 new words. Các bạn comment đi. Please comment 1000 new words. Các bạn biết cái mục đích các bạn đạt được nhé, là phải đạt được 1000 từ vựng. Các bạn hãy chăm chỉ học từ vựng nhé. So try your best to learn a lot of new words, okay? Các bạn phải học rất là nhiều từ vựng các bạn nhé. Tắt cho đỡ chói. Okay. Okay, 1000 new words. Ngoài 1000 từ vựng. 1000 new words. Miss. Nghĩa là bỏ qua. A meal là một bữa ăn. A means một này. Meal means bữa ăn này. If means nếu. Bạn phải. Okay. But don't miss a book. Nhưng mà đừng bỏ qua một quyển sách. Okay. Okay. Ai có thói quen đọc tiếng đọc sách hàng ngày nhỉ? Do you have a habit of read books every day? Các bạn comment số 6 nào nếu ai có thói quen đọc sách hàng ngày. Please comment 6 if you have the habit of reading books every day. Please comment 6. Rồi rất nhiều bạn nha. Perfect. Thay vì đọc sách bằng tiếng Việt nha, bây giờ các bạn chuyển sang đọc sách tiếng Anh. Mình sẽ đọc sách từ dễ đến khó. Ok, thầy sẽ tặng quà cho các bạn nhé. Đấy, thầy sẽ upload những cái chuyện tiếng Anh mà thầy sẽ tặng quà cho bạn. Ok. Ai thực sự muốn đọc chuyện đọc sách tiếng Anh nhỉ? Thầy sẽ gửi quà cho, gửi quà qua email nhé. Hay comment I really want đây nào. Please comment I really want. Tôi rất muốn, tôi rất muốn bạn ơi. I really want, tôi rất muốn. Ok, I really want. Đó vậy. I chữ R nào. Really. R môi nhận ra. Your lips forward. Really. What? I really want. Tôi rất là muốn nha các bạn nha. But don't miss the book. Ok. Có thể là mình bỏ ăn cũng được, nhưng mà đừng bỏ qua một quyển sách. Don't miss a book. Ok. Câu này của Jim Rohn. This book is, this sentence is from Jim Rohn. Ok. Một số bạn đọc tiếp các bạn nha. I repeat after me. Các lớp đọc theo thầy nha. Ok. Repeat after me. Miss a meal. Miss a meal. Chứ mờ hơi ở mũi cả lớp này. Miss a meal. Miss a meal. If you had to. If you had to. Okay, thầy mình xin mời các bạn lớp English Mastery đọc nào. Con chờ một chút nha. Wait a second. Bạn chờ một chút. Mời các anh chị và các bạn đọc nha. One more time. Miss a meal. Miss a meal. Mờ hơi mũi là meal. Meal. If. Meal. Meal. If you had to. If you had to. But don't miss a book. But don't miss a book. Okay, okay, good. Thank you. You're welcome. Các bạn nghỉ giải lao khoảng 2 phút nhé. Mình học tiếp các bạn nhé. Take a break about 2 minutes, okay? Rồi mình học tiếp phần tiếp theo nha. Okay. You're welcome. Okay, okay. Take a break for 2 minutes. Các bạn nghỉ giải lao đi. Take a break for 2 minutes, okay? Break for 2 minutes. Giải lao 2 phút. Okay. Take a break for 2 minutes, okay?
8:43 các bạn quay lại nha. Be back at 8:43, okay? Ai hiểu rồi các bạn comment got it đi nào. Please comment got it, okay? Comment got it đi. Please comment got it. Ok everyone, please stand up, các bạn đứng dậy nào. Ok, continue, ok. Các bạn hãy tiếp tục khởi động một chút nào. Everyone, stand up. Please stand up, ok. Now, walk, ok. Các bạn đọc lại thế này nào. I walk. I, đọc lưu nào. Walk, walk, nhắc lại thế này, repeat. I walk. Các bạn đi, I walk. Ok, I walk. Các đi bộ nha, I walk. Good. Cả lớp nhắc lại thế này, tôi đi bộ tới trường nào. I walk to school. Tôi đi bộ tới trường nào. I walk to school. Ok, good. Nice one. Tiếp theo. I walk to my company. Tôi đi bộ tới công ty của tôi nhá. I walk to my company. Ok, good. Next one. I walk to Japan. Tôi đi bộ tới Nhật Bản các bạn nha. I walk to Japan. Okay, good. Tôi đi bộ tới Nhật Bản. Okay, good. Keep going. I walk to Russia. Tôi đi bộ tới nước Nga các bạn nha. I walk to chữ R mỗi các bạn nào. Russia. Okay, good. I walk to America. Everyone, repeat. America. Right. Next one. I walk to Africa. Okay, good. Good job. Okay, good. Keep going. Tiếp tục đi. Tôi đi bộ vòng quanh Việt Nam các bạn nhé. I walk around Vietnam. Cả lớp này. Around Vietnam. Okay, good. I walk to Phú Quốc Island. Là đảo Phú Quốc các bạn nhé. Phú Quốc Island. Ok, good. Thank you very much. Sit down. Các bạn ngồi xuống nào. Please sit down. Ok. Let's continue. Mình học tiếp gọn nha. Chăm chỉ học từ bọn màu. Ok. Good. Please comment I'm ready. Các bạn comment đi nào. Tôi sẵn sàng nào. I'm ready. Hãy comment đi. I'm ready. Các bạn sẵn sàng rồi. Hãy comment đi. I'm ready đi nào. Please come in, I'm ready. Okay. Let's continue. Mình tiếp tục gọi nha. Xem trên YouTube có bao nhiêu người nhỉ? Okay, wait a second. Okay, 13 người đã xem, awesome, okay. Good, let's go. Mình tiếp tục gọi nha, let's continue. Ok, bây giờ các bạn thực sự muốn thành công ấy, muốn thành công hơn thì các bạn, I have to read books. Tôi phải đọc sách các bạn nhé. I have to read books. Các bạn ghi lại đi. I have to read books.
Tôi phải học sách gọi nè. I have to read books. Tôi phải. Phải nhé. Have to. Nó giống nghĩa với lại từ gì ạ? It is the same meaning as must. Phải. Đọc những quyển sách. Okay. I have to read books. I have to read books. Tôi phải đọc những quyển sách các bạn nhé. I have to read books. Okay. Còn ai đồng ý không? Ai đồng ý là mình muốn thành công hơn mình phải đọc rất là nhiều sách nào? Các bạn comment I agree nào. Please comment I agree. Hay comment đi. I agree. Please comment I agree. Okay. Perfect. Thật tuyệt vời các bạn nha. Perfect. I agree. Đúng rồi. Là một thành công hơn các bạn chắc chắn phải đọc sách. Các bạn ạ. Do you know why? Các bạn biết tại sao? Tại vì là những người thành công người ta dành cả đời thì người ta mới viết ra những quyển sách đấy. Thì mình đọc thì gần như là mình đi tắt các bạn ạ. Mình sẽ thành công hơn rất là nhiều. Và thực tế là gì ạ? For me, I think I'm more successful than most of my friends. Và thầy tin là thầy thành công hơn rất là nhiều thôi bạn bè cùng lứa tuổi của thầy. Mà do thầy đọc sách rất là nhiều từ ngày bé. So I'm from Quế Phong province. Okay. Thầy đến từ tỉnh huyện Quế Phong nên là ngày xưa ấy thầy không có điều kiện, thầy không đi học thêm đâu, không hầu như không có lớp học thêm các kiểu. Nha, ở nhà cấp 1 thì thầy thường đọc sách. Okay. Thầy đọc sách rất là nhiều. Okay. I read a lot of books. Đấy các bạn có thể thấy sau lưng thầy rất là nhiều sách này, a lot of books behind me. Đó một phần rất là nhỏ sách của thầy thôi. What do you do in your free time? Nghĩa là bạn làm gì trong thời gian rảnh nhé? Bạn nhớ. Oh, yeah. Tặng em ít sách à? Anh thường mua đi nhá, mua sách đi. Còn sách Tùng mà hay tặng này Tùng mua rất là nhiều, mỗi lần mua khoảng vài chục cuốn, mà vừa mua vừa tặng luôn nếu quyển nào thật sự hay. Okay, next one. You can never expect to succeed if you only put work on the days you feel like it. You can't never expect to succeed if you only, nếu bạn chỉ, if you only put in works, put in work on the day you feel like it. Nếu mà để thầy dịch từng đoạn một cho bạn nha. Bạn sẽ không thể thành công nếu you là bạn này. You can never, có thể này. Không bao giờ, never means không bao giờ. Expect là mong chờ thành công. Expect là mong chờ thành công. Nếu bạn only, if you only, nếu bạn chỉ put in work on the days. Work là làm việc các bạn nhé. Put in work gần như nghĩa là làm việc các bạn. Làm việc những cái ngày mà bạn feel like it. Okay. Nếu những cái ngày bạn muốn làm. You can never expect to succeed if you only put in work on the days you feel like it. It means that, okay? There are good days and there are bad days, okay? Có những ngày rất là vui và có những ngày mà không vui. Thì vui hay không vui thì chắc chắn mình sẽ phải học tiếng Anh. Các bạn phải cam kết là phải học tiếng Anh hàng ngày. It's like me, okay? So for example, I said to myself, I had to learn English 6 hours a day. So it has to be 6 hours a day. Nên mỗi ngày thầy phải đủ ít nhất là 6 giờ, không kể. Okay. Không kể bất cứ lý do gì. Okay. No reasons, okay? No excuses. Các bạn comment đi. No excuses, no reason, okay? No reasons. Không có lý do gì hết các bạn ơi, comment đi. No reason. Không lý do các bạn nhé. Okay. No reasons. Không có lý do, bạn phải cam kết. You have to commit to yourself. You have to have 2 hours every day learning English at least.
mình phải cam kết các bạn này. Họ thực sự muốn giỏi tiếng Anh thì các bạn phải cam kết về bản thân là gì? Mình sẽ phải có là ít nhất là 2 giờ học một ngày. Ai cam kết nhé, các bạn comment này, I commit. Ok. I commit, các bạn comment đi. I commit, tôi cam kết nào. Ok. Good. I commit. Hoặc là gì? Or you say I promise. I chữ P này, promise. Ok. Tôi hứa các bạn nha, tôi hứa. Dạ. Hello vậy. I promise. I promise. Ok, good. Rồi, I promise. Tôi hứa. Ok, perfect. Thầy mời một số bạn đọc các bạn nhé. Ok. Mời một số bạn English Mastery. Ok. English Mastery. Rồi, thầy mời một số bạn English Mastery. Ok, repeat. No reasons. No reasons. No reasons. No reasons. 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 Okay, next one. I promise. I promise. Pino, promise. Promise. Okay, good. Thank you. Welcome. Rồi, perfect. Các bạn đã đăng ký khóa English Mastery nhá. Thì các bạn đổi tên là M nhá. Please give name, ok? Các bạn đổi tên đi. Rất là nhiều bạn đăng ký English Mastery rồi. Các bạn đăng ký là khóa học đồng hành với thầy ấy. Sau khoảng 8 tháng học tiếng Anh, các bạn đổi tên là M đi. English Mastery, tự nhiên là English Mastery các bạn nhá, thì thầy sẽ ưu tiên gọi các bạn. Okay. Ai đồng ý là những người đóng tiền à? Người ta đóng tiền 5 triệu 9 gần 6 triệu ấy, cho là 6 triệu đi thì mình nên ưu tiên gọi hơn này. Các bạn comment là số 9 đi nào. Please comment 9. Thầy ưu tiên hơn một xíu. Ok. Rồi, anh Lê Văn Thường đổi tên đi. Lê Văn Thường đăng ký hôm trước rồi. Ok. Ok, next one. Tiếp theo các bạn nha. Successful people, như là những người thành công gọi nha, successful people are simply those with successful habits. Là đơn giản là những người có những thói quen thành công không ạ? With successful habits. Những người thành công đơn giản là những người có thói quen thành công không ạ? Thành công này. Này. Những người gọi nhé. Những người thành công thì đơn giản là, or simply là đơn giản là, okay. Those with successful habits là những người này. With means với này. Thành công này, những thói quen, ok, và những người với những thói quen thành công ạ. Ok, good. Repeat out to me, các bạn nhắc lại thế này nào. S thì hai răng cắn lại thổi ra nhé. Successful people are simply those with successful habits. Bạn ghi quy tắc số 3 đi nào. Rule number 3. Okay. Âm S này thì hai răng cắn lại và thổi hơi ra. Ok. Hai răng cắn lại và thổi ra nhé. Successful people. Okay. Successful people. Ai hiểu nhỉ? Ai hiểu những quy tắc của thầy nào? Hãy comment là understood nào. Please comment understood. Đã hiểu bọn này. Comment đi. Understood means đã hiểu bọn, đã hiểu. Okay, please comment understood. Understood, okay. Okay. Next one.
Yến Nguyên, em xin phép nghỉ sớm, em có việc đột xuất. Đấy, lại lý do rồi. Nếu bạn thực sự cam kết học ấy, thì chán những các bạn học được thì các bạn vào học từ đầu. Còn các bạn không nên bỏ cuộc giữa chừng các bạn nhé. Tội học thói quen rất là xấu. Ok. Comment đi nào. Never give up. Ok. Các bạn có thể gửi link YouTube cho bạn bè nhé. Các bạn comment đi nào. Never give up đúng không? Các bạn đừng mơ từ bỏ nhé. Thói quen này rất là xấu ấy các bạn. Không nên từ bỏ, phải cố gắng. Ok. Thầy làm việc từ 6 giờ sáng đến bây giờ các bạn. Thầy chưa nghỉ đâu nhé. Thầy hôm nay thầy chưa nghỉ trưa đâu. Đấy, thầy hôm nay chưa nghỉ trưa, thầy làm được 6 giờ sáng đâu. 6 giờ sáng đến bây giờ là 15 giờ liên tục rồi. Okay. Oh, 15 hours, ok. Got 15 hours of working. 15 hours of working, ok. Các bạn comment đây là 15 hours mà thầy vẫn đang cố gắng dạy các bạn này. 15 hours, 15 giờ nhé. Hôm nay thầy lại kiểm tra lương cho khoảng hơn 360 giáo viên của thầy. 360 giáo viên nhé. 360 teachers, ok. 360 teachers. Thầy còn chưa được nghỉ trưa các bạn. Chưa được nghỉ trưa. 360 teachers. Ok. 15 hours, đúng không? Thầy vẫn dạy các bạn. No reason, ok. No reasons. Just do it, các bạn cầm này. Just do it. Làm đi. Đừng có nghĩ lý do nhiều, just do it. Okay, làm đi. Okay. So you can think about 1,000,000 reasons. Còn có thể ngồi nghĩ ra 1,000,000 lý do, 1,000,000 reasons. But you just need one solution. Các bạn ơi, comment đi. One solution, một cái giải pháp. Các bạn chỉ cần một cái giải pháp thôi, ngồi nghĩ lý do làm gì. Mình chỉ cần một giải pháp thôi. One solution là giải pháp, solution. Okay. Next one, tiếp theo bọn này. Okay, now, the one thing I had to tell you, I had to change. Tôi phải thay đổi, tôi này. Phải. Have to or must change. So how long have you been learning English? Các bạn đã và đang học tiếng Anh được bao lâu nhỉ? Hãy comment đi. Bao nhiêu là số nó, bao nhiêu năm nào? How many years? Please comment the years, okay? Comment số năm nào. Bạn đã và đang học tiếng Anh được bao lâu rồi? 20 years, bạn. Trần Tuấn Anh, Phi Hồ 10 years, okay. Từ khi mình bắt đầu học tiếng Anh ấy, Nguyễn Đức Hải, why? I have to change, why? Các bạn phải thay đổi các bạn nhé. Do you agree that if you do the same thing, you get the same result? Nếu các bạn làm những cái thứ mà vẫn như cũ ấy, các bạn sẽ nhận được những kết quả như cũ. Thưa các bạn mà học như kiểu cách cũ ấy. Thì chắc chắn các bạn tiến bộ rất là chậm. Bạn học 10 năm rồi, các bạn học 10 năm nữa thì cũng như vậy. Tiến bộ rất là chậm, các bạn đồng ý không? Do you agree? Nếu bạn đồng ý, các bạn hãy comment là change nào. Các bạn hãy comment là change. Ok, là phải thay đổi. Change. Yes, ok, change. Rồi. That's true, ok. Okay, so that's one thing I always ask myself. Okay, có một câu hỏi thầy phát triển cái doanh nghiệp của thầy và thầy luôn luôn mà thầy hỏi bản thân để thầy tốt hơn là gì? How can I do it better? Làm sao tôi có thể làm nó tốt hơn? Hay là làm thế nào? I'm in story nhá, tôi là do it, làm nó tốt hơn, better. How can I do it better? Ok, chẳng hạn như là thầy luôn hỏi bản thân là gì ạ? Làm sao tôi có thể học nhanh hơn mọi người? Làm sao tôi có thể nhớ tốt hơn? Đấy, làm sao tôi có thể dạy nhanh tốt hơn? Đấy, how can I do it better? Làm sao tôi có thể làm mọi thứ nó tốt hơn? Ok, các bạn luôn luôn hỏi câu hỏi này hàng ngày nhé, thì các bạn chắc chắn sẽ tìm câu trả lời. Thì các bạn sẽ luôn luôn tìm được cách để làm mọi thứ tốt hơn. Ok. Next one. Tiếp theo, change your questions, change your life, okay? Thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời. Bạn ghi lại đi. Change your questions. Change your life, okay? Change your life. Change
Nó thực sự là thay đổi cuộc đời ấy. Change your questions là thay đổi câu hỏi của bạn, thay đổi your means của bạn này. Nhưng câu hỏi các bạn nhé, nhưng câu hỏi. Okay. Change your questions, change your life. Okay. Thay đổi những câu hỏi của bạn và thay đổi cuộc đời của bạn. For example, I ask myself, okay. Thầy hỏi bản thân là gì ạ? Còn hàng ngày các bạn luôn luôn hỏi bản thân nhé. Ask questions. Còn comment đi nào. Ask questions. Hãy hỏi bản thân những câu hỏi tốt. Ask questions. Còn comment nào. Please comment ask questions. Ok. Hãy comment đi. Ask questions là hỏi những câu hỏi. Hỏi. Những câu hỏi. Ask questions. Ok. Mọi các bạn phải hỏi những câu hỏi tốt thì bạn mới thay đổi được. Chẳng hạn như thầy hỏi là gì ạ? Làm sao tôi phải hơi có thể học giỏi nhất lớp? Okay, how can I be the best student in my class? Okay, làm sao? Đấy, lý do vì sao thầy đã trở nên một trong những học sinh giỏi nhất của khối chuyên toán đại học Vinh và một trong những học sinh giỏi nhất của đại học Ngoại thương. Và thầy hỏi câu hỏi là gì ạ? Làm sao tôi có thể đi Mỹ? Và thầy đã tìm câu trả lời. Okay. Và thầy hỏi làm sao tôi có thể mua xe ở tuổi 25? Okay, how can I buy a car when I was 25 years old? Okay. Làm sao tôi có thể mua nhiều đất đai? Làm sao tôi có thể là có nhiều cái khoản thu nhập mà tôi không phải làm việc? Okay. Chẳng như sau đấy thầy nghĩ ra ông phải mua đất, cho thuê đất, cho thuê nhà cửa. Okay. Các bạn ai đồng ý nào? Hãy comment là số 8 đi. Please comment 8. Nếu bạn đồng ý là mình phải thay câu hỏi, mình sẽ đổi cuộc đời. Okay. Change your questions, change your life. Đúng rồi. Thực sự mình thay những câu hỏi, mình hỏi bản thân hàng ngày, mình sẽ đổi cuộc đời. Và mình không tập trung vào những cái thứ vớ vẩn như kiểu trên Facebook ấy. Like a lot of like information, okay? Too much information. Thời đại này mình quá nhiều thông tin các bạn. What we need is wisdom. Wisdom nghĩa tri thức các bạn ơi. Wisdom là tri thức. Okay, please comment wisdom, các bạn comment đi. Wisdom là tri thức. Các bạn cần những tri thức cho bạn ấy. Tri thức để mình có thể là mình phát triển bản thân. Wisdom các bạn. Cả lớp ơi. Wisdom. Okay, wisdom. Đấy, xin mời các bạn tiếp theo nha, phát biểu nha. Okay. Repeat after me, ok? Còn phát biểu nha. Repeat. Change your questions. Có một bạn cái mic hy vọng nhé. Các bạn ơi, các bạn tắt bớt một thiết bị đi. Đừng có để hai thiết bị nào ảnh hưởng đến lớp. Mười mấy lần đấy nhé. Ok, các lớp này Change your questions. Okay, good. Okay, perfect. Goodbye. Next one. Tiếp theo các bạn này. Okay, next. Okay, we learn lesson 4. In the bedroom. Okay. Mình sẽ học bài này các bạn nhé. In the bedroom là trong phòng ngủ các bạn ạ. Mình sẽ học những cái từ nó phổ biến trong phòng ngủ nhá. Okay, các bạn sẵn sàng như nào? Please comment I'm ready. Các bạn sẵn sàng comment I'm ready chưa nào? Please comment I'm ready. Okay. Wait a second. Lesson 4. In the bedroom. In the bedroom. Trong phòng ngủ các bạn nhé. Trong này. Phòng ngủ. Okay, everyone. In the bedroom. In. Everyone. In the bedroom. Trong phòng ngủ nhá. In the bedroom. Quy tắc số 4 các bạn ơi. Rule number 4. Okay. Trong tiếng Anh phải chỉ có 3 âm ngân ở mũi là em, in và ng. Okay. 3 âm này các bạn nhá. Các bạn nhớ này. Nên chỉ có 3 âm này ngân ở mũi thôi. Các bạn in, hơi mũi ra nào. Everyone. In the bedroom. Các bạn bedroom.
Awesome, tuyệt vời. In the bedroom. Ok, get next one. Đọc một số từ nhá. Repeat after me. Point and repeat. Bổ sung bốn từ bọn nào. P bao giờ? Point. P nào? Point. And repeat. Chỉ mà nhắc lại nhá. Point. And repeat. Chỉ và nhắc lại. Lớp này. Point, everyone. Point. And repeat. Point, các lớp chỉ nào. Point. And repeat. Chỉ và nhắc lại các bạn nhé. Chỉ và nhắc lại. Point and repeat. First one, từ đầu tiên các bạn nhé. Dan là bạn từ này tên là Dan này. Next one, door. Là cửa. Hôm qua thầy dặn là mua giấy nhớ và mua giấy dán và dán tất cả các vật dụng trong nhà vào ngay. Ai đã làm nhỉ? Hay comment ai did it đi xem nào. Bạn nào đã làm rồi comment là ai did it đi nào. Tôi đã làm này. I did it. Tôi đã làm. Comment đi. I did it. Hay comment đi nào. Các bạn đã làm. I did it. Bạn làm chưa? I did it. Tôi đã làm. Ok. I did it. Các bạn đã làm chưa? I did it. Ok. Awesome. Bạn Thanh làm rồi này, tuyệt vời. Đấy. I did it, tôi đã làm các bạn nhé. Đấy các bạn làm theo thầy thôi là xong. Okay. Thầy lừa gì các bạn làm theo, chắc chắn các bạn sẽ giỏi nhanh. Thầy cam kết với các bạn luôn. Okay. Bạn Lê Văn Thường, ok. Gần, đúng rồi. Tất cả những vật dụng ấy, mình sẽ xé những cái tờ sticky notes này này. Mình dán, ok. Here we are, những cái tờ này. Mình dán đi. Chẳng hạn như là cái này là mic, ok. This is mic, thì thầy giáo đây này. Thì này là mic, các bạn hiểu không? Đấy, dán vào. Đây gọi là má, gọi là chick. Ok, chick. Đây chẳng hạn, for example, ok. Thế các bạn phải làm nha, just do it. Tiếp theo nào, door là cửa nè. Hello, mày. The door là cửa rồi. Next one, desk. Là bàn này. Desk. S gì nào? Và K là K. Sk. Sk. Để đọc tốt hai âm này các bạn. Đọc từng âm một. So you read one by one. Okay. So you say desk. Là cái bàn. Cái bàn gọi nha. Desk. The next one. Dog là con chó. Okay. Everyone. Dog. Dog. Awesome. Good. Thầy xin mời một số bạn đọc nha. Repeat after me. Mời một số bạn đọc nha. Ok, bạn nào được bật mic thì bạn đọc nha. Repeat after me. Point and read. Các bạn đọc đi. Point and repeat. Ok, chữ P các bạn đẩy lên một chút nào. Point and repeat. Point. Point and repeat. And repeat. Okay, good. Repeat. Good, next one. Door. Door. Cái cửa này. Door. Yeah. Door. Desk. 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 Okay, next one. Dog. 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 Okay, awesome. Đúng rồi, tuyệt vời. Thank you very much. You're welcome. Welcome. Okay, you're welcome. Okay, good. Okay, now we take a break, okay? Bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao khoảng 2 phút gọn nhé. About 2 minutes. Take a break, okay? Còn comment đi nào. Never give up. Bạn vẫn ở lại trong phòng Zoom nha. Học tiếp nha. Không ngờ từ bỏ gọn comment nào. Never give up. Hãy tập thói quen. Thật là kiên trì gọn nhé. Persistent. Okay? Good. Awesome. Đi bài kết 9:13, ok? Hoặc quay trở lại lúc 9:13 các bạn nhé.
Ok, welcome back everyone. Chào các bạn quay trở lại nha. Welcome back everyone. Please stand up. Các bạn đứng dậy nha. Please stand up, ok? Các bạn hãy đứng dậy nha. Stand up. Ok, everyone, stand up. Now, turn your cameras. Các bạn bật cam lên đi. Các bạn chạy nha. Now, everyone, run. Các bạn chạy đi nào. Run, ok? Mình chạy đi. Mình chạy để lấy năng lượng nào. Run, everyone, run. Keep going, run. Các bạn vậy. I run. Các bạn sửa bắt âm thế nào. I run, ok? I run. Đúng rồi, tôi chạy nha. I run. Perfect. I run. Mình chạy nha. I run to Japan. Các bạn có đọc theo thầy nào. I run to Japan. Tôi chạy tới Nhật Bản nào. Next one. I run to America. America. Yeah, next one. I run to now. Russia. Russia. Là nước Nga nhỉ, nước Nga vĩ đại nào. Russia. Tôi chạy tới châu Âu nào. I run to Europe. Là vậy. Europe. Bây giờ tôi chạy tới châu Âu. Next one. I run to Trung Quốc nào, là gì ạ? China. CH nha các bạn ơi. China. Good. Keep going. I run to Africa. Tôi chạy tới châu Phi. Ok. Tôi chạy tới nước Anh là gì? I run to England. Everyone. England. Good. Thank you. Now clap your hands. Các bạn vỗ tay đi. Vỗ tay 5 lần nào. 1, 2, 3. Mỗi lần nào. 3, 4, 5. S gì nào? 6, 7, 8, 9, and 10. Awesome. Thank you. Sit down. Oh, ngồi xuống đi. Sit down, sit down. Sit down, sit down. Ok. Good. Let's continue. Mình học tiếp gọi nè. Let's continue. Còn comment là ready nào? Còn sẵn sàng chưa? Hay comment ready? Ready là sẵn sàng. Hay comment nào? Ready. Hay comment ready. Ready là sẵn sàng. Everyone, please comment ready. 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 Yeah, sẵn sàng bạn nha. Sẵn sàng. Ready. Ok. Perfect. Tuyệt vời. Next one. Tiếp theo. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại theo. Listen. Listen. And repeat. Nghe và nhắc lại theo họ nha. Nghe và nhắc lại. Lớp 7. Repeat. Listen. Cả lớp nha. Listen. And repeat. R này mỗi nhận ra. Are you put your lips forward. Repeat. One more time. Một lần nữa. Một lần nữa nha. Listen. And repeat. Okay, the first one. Dog. Là con chó này. Học rồi đúng không? Con chó. Okay. Dog means con chó này. Next one. Desk. Là cái bàn. Next one. Dan. Là tên là Dan các bạn nhé. Good. Listen and repeat. Lắm nhớ không? Chữ L lưỡi uốn lên trên nào. Ư, ư. Chữ L lưỡi uốn lên trên. Bạn nhớ này. Quy tắc số 5 này. Rule number 5. Âm L thì lưỡi uốn lên. Ư, ư. Chạm vào miệng ở trên không ạ? Chạm vào miệng. Ở trên là được. Ok. Good. Các bạn nhắc lại cho thầy nhé. Repeat after me. Listen. Learn. Listen and repeat. Okay, one more time. But learn now. Listen and repeat. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại theo nha. Listen and repeat. Okay. Thầy xin mời một số bạn trong lớp đọc theo nha. Okay, repeat after me. Các bạn đọc đi.
And repeat. Listen and repeat. Listen, listen and repeat. Âm ti cuối nào? Repeat. 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 Okay, good. Next one. Dog. 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 Okay, good. Next one. Desk. Desk. Good. Next one. Dane. Dane. Good. Awesome. Thank you very much. You're welcome. 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 Okay. Awesome. Welcome. Okay. Okay, tiếp theo các bạn nha. Let's talk. Nào mình cũng nói nào, let's talk, okay. Okay, giờ, những câu rất là đơn giản thôi, let's talk, okay. Nào cũng nói, let's talk. Now. Apostrophe S means chúng ta các bạn nhé, phải S thì nghĩa là chúng ta là. Nào chúng ta talk means nói. Okay, let's talk. Nào chúng ta nói. This is Dan, okay? Đây là Dan. This is đây là các bạn nhá. This is means đây là. This is Dan, đây là. Okay, everyone. This is Dane. Đây là Dane. Đây là con chó của tôi nè. This is my dog. Okay. Đây là con chó của tôi. Đây là my means của tôi này. Dog means chó. Okay. This is my dog. Okay. Đây là con chó của tôi. Cả lớp này. This is my dog. Okay. Đây là cái bàn của tôi nè. This is my desk. Đây là my means của tôi này. Desk means bàn. Okay. Đây là cái bàn của tôi. Hello bạn. This is my desk. Okay. This is my desk. Đây là cái bàn của tôi nhỉ. Okay. This is my desk. Okay. Good. Ai xong rồi nhỉ? Cả lớp ơi. Ai xong rồi comment là done lên nào. Please comment done, okay. Done đã xong rồi nhé, xong rồi. Okay. Good. Rồi, lớp mình có bạn chắc là bạn lớn tuổi nhất là bạn bạn Xuân Ngữ. Bác Xuân Ngữ là bác năm nay là 65 tuổi vẫn học tiếng Anh. Các bạn comment awesome lên nào, nếu các bạn thấy 65 tuổi vẫn học tiếng Anh. Tuyệt vời đấy các bạn ơi, comment awesome lên nào. Awesome. Ok, awesome, đúng rồi. Đấy, chắc là học viên lớn tuổi nhất mà Tùng từng dạy ấy. Awesome. Được. Học viên nhỏ nhất mà Tùng từng dạy thì chắc là khoảng 9 tháng tuổi. Ok. Học viên lớn tuổi nhất là 65 tuổi, bác Ngữ. Ok, awesome, đúng rồi, tuyệt vời. Đấy, 65 tuổi vẫn học tiếng Anh. Để mình học, mình đi du lịch vòng quanh thế giới nữa. Rồi thay đổi cuộc đời. Ok, good. Keep going. Tiếp tục quả nữa. Okay, look and write. Tương tự nữa. Ừ. Còn cứ tập đi. Repetition is mother of skill. Còn comment đi. Repetition. Là sự lặp đi lặp lại các bạn nhá. Người thành công là người thật là kiên trì. Lặp đi lặp lại. Okay. Repetition. Okay. Repetition. Chúng ta giật phải 10.000 lần mỗi ngày, giật trái 10.000 lần mỗi ngày để thành công các bạn. Các bạn thực sự là các bạn phải luyện tập rất là nhiều để mình nói chuẩn các bạn nhé. Repetition, các lớp ơi. Đọc thế này, repetition. Repetition, ok, nghĩa là sự lặp đi lặp lại các bạn nhé. Repetition. Ok, good. Ok, first one. Đầu tiên các bạn này. Dog means con chó này. Các bạn ơi, repeat. Dog. Nói chuẩn door là cái cửa này. Dane là desk, đúng không? Dane. Desk. Ai cam kết ngày mai mình dán tất cả những cái thứ này bằng tiếng Anh các bạn? Comment là I commit đi nào. Tôi cam kết đi nào. Các bạn ơi,
Please comment I commit. Hãy dán tất cả mọi thứ bằng tiếng Anh đi. Đúng không? Chả con chó của mình cũng phải tìm bằng được, các bạn phải dám. Nên con chó là gì ạ? Dog. Ok. Đúng rồi, phải thực sự cam kết cơ. I commit. Đúng rồi. Dane. Dane. Chữ N nào. Anh Lê Văn Thường đổi tên đi. Em. Ok. Các bạn phải đổi tên nhá. Ok. Xin mời một số bạn, ngay cả co-host cũng đọc cũng được. Nên là mời các bạn co-host đọc luôn. Ok, bạn này các bạn đọc đi. Repeat out to me. Đọc theo thầy nhá. L nào. Look. 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 And write. 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 Ok, chữ R này đọc chữ R nhưng chữ W âm câm nhé. Không đọc nào. W is unvoiced. So we say write. Write. Right. Okay, first one. Dog. Có này. Dog. 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 Good. Dog. 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 Good. Next one. Door. Dog. Dog. Good. Next one. Dane. Dan. 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 Good. Next one. Desk. 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 Hello, Mike. Desk. 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 Good. Next one. I commit. I commit. I commit. 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 I commit. Commit. No. Okay, awesome. Thank you very much. That's all right. Welcome. You're welcome. No, no. You're welcome. Okay, you're welcome. Okay, good. Okay, good. Next one. Tiếp theo bạn này. Okay, lesson 5. Okay, bài số 5 này. Lesson 5. Bạn học đi. Lesson, ok. Lesson là bài học. Lesson bài học. Lesson means bài học. Everyone. Lesson. Okay. Lesson. Add the fish. And chip shops. Okay. Fish and chip shops. Fish. Fish and chip shops. Nghĩa là fish and chips, nghĩa là cửa hàng bán cá, cá rán các bạn nhé. Và những cái đồ chiên ấy, những đồ chiên hoặc là đồ ăn nhanh mang đi. Chip shops nghĩa là cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Mà thường là bán cá rán và là và khoai tây chiên các bạn. Và thường là bán mang đi. Chip, cả lớp này, repeat. At the fish and chip shops. Okay. Good. Let's go. Point and read. Repeat. Chỉ và nhắc lại theo nha. Cả lớp này. Repeat, đọc lại theo nào. Những cái từ này rất đơn giản thôi. Team. Cái là bạn team này. Next one. Milk. Là sữa này. Là sữa này. Good. Next one. Fish là cá, means cá này. Okay, next one, chips là khoai tây chiên. Chips là khoai tây chiên, okay. Everyone, milk. Milk, chữ L bốn lên, milk. Next one, fish. Sang trên cắn môi dưới, thổi ra nào. Fish. Next one, chips, chips. Okay, perfect, tuyệt vời. Next one, tiếp theo. Listen and repeat. Okay, nghe và nhắc lại theo, cái này cũng đơn giản các bạn nhé. Chips, fish, team, milk. Mi, mình đang luyện tập ở mi các bạn nhé. Okay, thầy xin mời một số bạn đọc theo nào. Anh nghe, repeat out thì mình có lớp đọc lại theo thầy nhé. Mình học luôn nào. Repeat. Milk. 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 Okay, milk. 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 Okay, next one. Fish. 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 Good, next one. Chips. 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 Okay, awesome. Thank you very much. Goodbye. You're welcome. 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 Bắt mình bật mic nào. Okay. Luôn với xem nhận tắt nha. Ok. Listen. Ok, let's talk. Nào cùng nói các bạn nha. Let's talk. Nào cùng nói nào. I like milk. Tôi thích nha.
I like milk. I like milk. I like milk. I like fish. Tôi thích cá này. I like fish. Tiếp theo, I. Next, I like chips. Chips. Tôi thích khoai tây chiên. Okay. I like milk. Tôi thích nè. Sữa. Tôi thích cá các bạn nhé. I like. Tôi thích cá. Okay, I like chips. Tôi thích khoai tây chiên. Chips means khoai tây chiên, okay? Lớp đọc lại theo thầy nha. Repeat after me. I like milk. I, L, you move your tongue up. Like milk. Nice one. I like fish. I like, F ở răng trên, cắn môi dưới, thổi ra nào. Fish. Next one. I like chips. Okay, good. Rồi. Bạn luyện tập thật là nhiều nhé, để mình nói thật chuẩn gọn nhé. Luyện tập thật nhiều đi ạ. Ok. Repeat after me, các bạn nhắc lại theo thầy nha. Ok, good. Repeat after me. I like milk. I like milk. Ok, cả lớp ơi, nhắc lại theo thầy nào. I like milk. I like milk. Không phải like đâu, like. Like. I like chips. Thank you. You're welcome. You're welcome. Good. Okay, next one. Okay, look and write. Nhìn mà viết nha, nhìn lúc nãy thôi. Đơn giản thôi, cả lớp lại lại thôi. Chips. Fish. Team and milk. Milk. You're welcome. Okay. Còn các bạn nhớ tắt mic nha. Okay, good. Awesome. Trước khi mình học các từ vựng tiếp các bạn nhé. Take a break, okay? Các bạn nghỉ giải lao một chút đi. Take a break for 2 minutes, okay? Các bạn nghỉ giải lao 2 phút nha. Break for 2 minutes. Các bạn nghỉ giải lao 2 phút nha. Take a break for 2 minutes, okay? Let's begin. Các bạn làm gì các bạn nói tiếng Anh nhé. I stand up, I open the door, I drink water. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Hay comment got it đi nào. Please comment got it. Làm gì mình phải nói tiếng Anh. Whatever you do, you have to say it in English. Okay? Got it, đúng rồi. Làm đi ạ, nhanh này. 9:35 đi. 35 quay lại các bạn nhé.
Ok, welcome back everyone. Chào mừng các bạn quay trở lại nha. Everyone stand up. Bạn đứng dậy nào. Stand up, ok, stand up. Now everyone stand up and run. Gọi chạy đi nào, run, chạy một chút đi. Run slowly, mình chạy đi nào. I run. Có ai đứng dậy đi. Ok, bạn Lưu Văn Nhất nào, đứng dậy đi nào. Run, I run. Ok, bạn chạy đi nào. I run. Good, I run. Keep going. Ok, khởi động nào. I run. Ok. Keep going, keep going, keep going. Ok, good. I còn đánh lại thêm này nha. I run around Việt Nam. Tôi chạy vòng quanh Việt Nam nha. I run around Việt Nam. Ok, good. Next one. À, bạn làm theo thầy đấy nhá. Now repeat. Ok, bạn Lưu Văn Nhất 2A nào, bạn làm theo đi. Bạn Lưu Văn Nhất ơi, làm theo đi, không là thầy cho ra ngoài nào. Ok. Nhanh lên. Keep going. Ok. I run to America. Bạn ơi, đọc theo thầy nào. I run to America. Good. Next one. I run to Russia. Chữ R là mỗi nhận ra các bạn ơi. Russia. Ok, good. Keep going. I run to Japan. Nhật Bản nha. I run to Japan. Ok, good. Awesome. Now, sit down. Bạn ngồi xuống nào. Sit down. Học tiếp đi. Nhanh. Sit down, everyone. Sit down. Ngồi xuống các bạn ơi. Sit down. Ok. Keep going. À, để thầy đóng cái cửa lại nhá. Wait a second. I will. Okay, perfect. Let's continue. Mình tiếp tục gọi nha. Continue. Okay. Let's continue. Okay, here we are. Mình học tiếp. Let's learn the new words. Mình sẽ học tiếp các từ vựng nha các bạn nha. Các bạn sẵn sàng nhỉ? Hãy comment I'm ready nào. Please comment I'm ready. Hãy comment I'm ready. Please comment I'm ready. Okay. Yeah. The first word for today. Foot. F ở răng trên, cắn môi dưới và thổi ra các bạn nha. Em on. Foot. F nào. Foot. Là một bàn chân ngọn nha. Everyone, foot, F1, foot, okay, awesome. Và hai bàn chân là gì? So you say feet, là hai bàn chân gọn nhé. Còn đây, feet, repeat after me, hãy nhắc lại theo thầy nào. Feet, awesome. Next one, tiếp theo, street là đường phố nào. Street. Bạn khi học từ này nhé, các bạn đọc lại và các bạn phải tưởng tượng ra nhé. Bạn hãy nhắm mắt lại theo thầy nào. Ok, close your eyes and say street. Các bạn hãy nghĩ đến hình ảnh đường phố nào. One more time. Street. Ok, awesome. Ai đã tưởng tượng nhỉ? Hãy comment imagine đi xem nào. Hãy comment đi, imagine. Các bạn hãy comment đi, imagine, ok. Tưởng tượng. Ai vừa rồi đã tưởng tượng ra hình ảnh đường phố các bạn ơi? Hãy comment đi. Imagine. Ok, imagine. Ok, good. Ok, imagine, đúng rồi. Là tưởng tượng nha, bạn nhớ tưởng tượng nha. Ok, đấy. Next one, move. Ok, move. Là di chuyển này. Hoặc di chuyển một ngôi nhà là gì? Move a house. Move a house, ok. Di chuyển một ngôi nhà. Di chuyển means một này. Ngôi nhà. Ok, có lắm rồi. Move a house. Có lắm rồi, repeat after me. Move
a house. House, đấy dạ. House. Di chuyển một ngôi nhà, move a house, okay? Move. Move something, move, move. Các bạn có thể cầm lấy bất cứ gì nhé, move, okay? Move, move, move là di chuyển. Các lớp hiểu đấy nhỉ? Hay comment got it nào nếu các bạn hiểu nào. Please comment got it, okay? Hay comment got it đi. Please comment got it. Đúng rồi, okay. The next one, tiếp theo các bạn nhé. Diagram là biểu đồ các bạn. Diagram làm biểu đồ này. Okay, cả lớp ơi. Diagram. Diagram. Okay, means biểu đồ các bạn nhé. Diagram là biểu đồ. Diagram. Okay, good. Cả lớp ghi xong nhỉ? Are you done? Okay. Cả lớp hãy comment done đi xem nào. Hãy comment done đi. Các bạn xong rồi. Done, okay. Nhắc lại thế này nào. Done. Okay, done. Đọc dài ra. Done. Okay. Next one. Tiếp theo. Cooperate là hợp tác các bạn nhé. Cooperate. Okay, là hợp tác này. Okay, cả lớp ơi. Cooperate. Cooperate là hợp tác. Các bạn nhé, hợp tác. Cooperate. Next one, bed là giường ngủ. Okay, cả lớp ơi, repeat after me. Bed là giường ngủ nhá. Cooperate là hợp tác. Cả lớp đọc lại thôi. Cooperate. Okay, awesome. Next one, bed. Cả lớp ơi, đi nào, b. Bed là giường ngủ nhá. Đấy các bạn hãy dán cạnh giường ngủ cái từ này thì ngày nào mình cũng sẽ nói là gì ạ? Bed. Ai đồng ý không? Ai đồng ý là mình sẽ phải dán ở cạnh giường ngủ những cái từ này nào? Bed, cái từ giường ngủ nào. Hãy comment I agree, tôi đồng ý nào. Please comment I agree, tôi đồng ý. Nếu mình thực sự mà quyết tâm học tiếng Anh, hãy dán cạnh giường ngủ cái từ này. I agree. Ok. Rồi, awesome, được rồi. Next one. Tiếp theo. Đấy, những thứ rất là phổ biến đúng không? Cửa sổ nào. Window. Cửa sổ. Open. Chả như tôi mở cửa sổ này. I open a window. Tôi mở một cái cửa sổ. Ok. Lớp này. I open a window. Tôi này. Open means mở. A means more. Window là cửa sổ. Ok, cả lớp này. I open a window. Window. I open a window. Ok, tôi mở một cửa sổ nha. I open a window. Ok. Đấy các bạn, cứ dán ở cạnh cửa sổ khi mà I open a window thì mình nói câu này. Ok. Đúng không? I tin là nếu là mình cứ nói như thế này chắc chắn mình sẽ nói tiếng chú chảy. Hey, please comment I believe đi. Là mình hãy comment đi. I believe, tôi tin đi. Nếu bạn tin rằng nhé, ngày nào mình sẽ nói tiếng Anh rất là nhiều. I believe. Tôi tin. Comment nào, please comment I believe. Ok, nếu bạn tin là ngày nào mình sẽ chăm chỉ mình nói tiếng Anh theo những hướng dẫn của thầy, chắc chắn họ sẽ nói tiếng Anh cho trẻ nào. Ok, I believe. Ok, perfect. Rất tuyệt vời các bạn nhé. Ok, awesome. Đúng không? Ok, good, next one. Brown. Brown là màu nâu các bạn nhé. Brown là màu nâu này. Hello everyone. Repeat everyone. Brown. Brown. I'm on no. Brown. Oh no. Okay. Good. Next one. Loud. Rất là to. Loud. Loud. Các bạn thì nói to nào. Loud. Thì nói thật là to đi. Louder.
loud. Good. Nhà to. Okay. Chẳng hạn nói to hơn này. Speak louder, please. Speak louder. Bạn nói to lên. Please làm ơn nói to lên các bạn nhé. Speak louder, please. Okay. Drink water, everyone. Cả lớp uống nước này nào. Drink water. Wow, it's so good. Là ngon. Speak là nói này. Nói. Louder means to hơn này. Please làm ơn. Okay. Speak louder, please. Nói to hơn đi, làm ơn. Speak louder, please. Okay. Thầy xin mời một số bạn đọc nhá. Someone please read it. Okay. Một số bạn đọc đi ạ. Đọc đi. Repeat. Loud. 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 Lâu lên. Loud. Đẩy ra. Loud. Loud. Get next one. Speak louder, please. Speak louder, please. 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 Okay, awesome. Thank you. Next one. You're welcome. Okay, you're welcome. Okay. Next one. Ground. Là mặt đất này. Ground. Là mặt đất các bạn nha. Mặt đất. Hello, bye. Ground. Everyone. Ground. Hello, bye. Ground. Ground. One more time. Ground. Mặt đất. Next one. Tiếp theo nha. Cả lớp ai ai kịp nhỉ? Cả lớp ai vẫn đang ghi kịp thì các bạn comment số 6 ra. Please comment 6 ok. Các bạn ghi kịp không? Ok. Không phải bạn vẫn kịp không? Ok, awesome. Tiếp theo nào. Fence là hàng rào. Đấy. Mình dán từ này. Thì hàng ngày đúng không? Mình đi trên mặt đất mình sẽ ground ok. Mặt đất, mặt sàn cũng là ground. Mặt đất, mặt sàn. Next one. Fence là bờ rào. Fence, ok. Bờ rào. Đây. Là một bờ rào trắng này, a white, white fence, okay. Một bờ rào trắng, một này, trắng này, bờ rào, okay, okay, a white fence, one more time, a white fence, a white fence, okay, một bờ rào trắng. Ok, next one. Ok, cả lớp ghi thì nhanh lên, quick, quick, quick. Quick, nhanh lên nào. One more time, cả lớp đọc lại một lần nữa. A white fence, một bờ rào trắng. Next one, tiếp theo. Book là sách các bạn này. Everyone, book. Everyone, book là sách này. Những quyển sách là gì? Ok. Những quyển sách là books. Các bạn thêm SEO nha. SEO này. Là những quyển sách. Ok. Books. Là những quyển sách các bạn nha. Means những. Ok. Đó rồi. Repeat. Books. Những quyển sách. Ok. Next one. Animal là động vật. Rồi. Animal. Animal, ok, như là động vật các bạn nhá, animal. Ok. Chữ L mình uốn lên các bạn nhớ không? Animal. Animal, ok, là động vật các bạn nhá, animal. Next one. Tiếp theo. Mình sẽ học tiếp các bạn nhá, những lần. Bức tranh nào, picture. Ai không hiểu thì về lại xem lại video nhá. Picture là bức tranh này. Ok, cả lớp ơi. P nào. Picture. Rồi, P nào. Picture. Picture là bức tranh. Ok, P bật hơi ra. Picture. Alright, tiếp theo nào. Next one. Rabbit là con thỏ. Rabbit. R môi ra. Okay, your lips forward. Rabbit là con thỏ. Everyone. Rabbit. Rabbit là con thỏ nha.
Ok. Các bạn xong chưa nhá? Các bạn xong chưa? Nếu ai xong rồi các bạn comment là done đi xem nào. Done, đã xong. Everyone please comment done, ok. Đấy, các bạn chăm chỉ học từ vựng vào. Nói chung là khi các bạn học được càng nhiều từ vựng nhá thì mọi thứ rất là dễ dàng, được trên 1000 từ. Rồi rồi cái mốc tiếp theo là gì ạ? The next milestone is 3000 new words. Cái bước tiếp theo là 3000 từ vựng. Các bạn đã đạt được những cái mốc đấy thì chắc chắn mình sẽ rất là học từ tất cả mọi thứ rất là nhanh. Chẳng hạn như trong câu khoảng 5 từ mình hiểu khoảng 3 đến 4 từ rồi thì mình đoán từ còn lại rất là dễ. Đúng không? Ai đồng ý không? Ai đồng ý là mình học càng nhiều từ vựng thì mình sẽ càng học mọi thứ rất là nhanh không? Hãy comment là fast, nhanh như nào. Fast, comment đi. Nhanh. Comment đi. Fast. Đúng rồi, fast. Đúng rồi. Mình học sẽ càng ngày càng nhanh các bạn, nó gia tốc dần dần. Càng ngày học rất là nhanh luôn tiếng Anh ấy. Nó có một cái rất là tuyệt vời. Các bạn biết càng nhiều thì học càng nhanh càng dễ. Mà ai mà biết càng ít thì học càng khó. Easy. The next one. Squirrel. Là con sóc bọn nhé. Okay. Rồi. Squirrel là con sóc nhỉ. Squirrel. So when I was in the US, in my school, there was a lot of squirrels. Okay. Ở trường thầy thì có rất là nhiều sóc nhé. Nhưng mà thầy sống ở Mỹ. Rất là nhiều sóc rồi. Nhiều cây to và nhiều sóc. Okay, next one. Rồi, lớp đọc lại thôi. Squirrel. 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 Squirrel là sóc. Next one. Page. Nhưng mà trang sách các bạn nhé. Page. À, trang sách. Ok, lớp này. P nào. Page. Page. Chỉ P nào các bạn. Page. Page. Là trang sách các bạn ạ. Page. Trang sách nào. Next one. Ok, bottle là cái chai, bottle. Bottle là chai. Đó vậy, bottle, bottle. Đúng không? Các bạn dán hình những hình ảnh này lên. Bottle là chai, những cái chai mình dán bottle lên. Đấy, thì từ bé đến lớn mình gặp rất là nhiều hình. Cái chai là mình... I like bottle. Hoặc là all you say this is a bottle. Đây là một cái chai các bạn nhé. So just say everything in English. Okay. I cam kết nào. I comment. I commit nào. I commit. Hay comment đi. Please comment. I commit. Tôi cam kết đi. I comment đi. I commit. Tất cả mọi thứ. Từ bây giờ mình phải quá miêu tả để nói tiếng Anh. Thì chắc chắn mình sẽ giỏi tiếng Anh các bạn nhé. Okay. I commit. Thầy chia sẻ thật lòng, thực sự thầy muốn các bạn tiến bộ, thực sự thầy muốn các bạn giỏi tiếng Anh, thực sự luôn. Okay. I commit. Okay, good, awesome. Okay, next one, Judd là cái sân, Judd. Sân, okay, Judd, sân trước nhà ấy, sân hoặc là Judd, okay hoặc là green, green Judd, a green. Judd, một cái sân xanh, một green là xanh, xanh là cây, một cái sân nó màu xanh là cây thì mình sẽ nói là a green judd. Nói vậy đọc lại cái này, repeat, a green judd. Okay, one more time, một lần nữa nào, a, mình mở miệng ra nhá. Đọc dài ra không đọc ơ như kiểu biết ơ ơ, các bạn hiểu chưa? Ơ green judd, một cái sân xanh. Ok, good, next one. Hungry là đói bụng các bạn nhá. Hungry means đói bụng. Đó vậy, hungry, h you blow out hungry, các bạn nào, hungry là đói bụng nha. Hungry means đói bụng. Ok, again. Tiếp theo mình học một số câu nữa. Ok, again. Thầy có một cái câu của thầy Tony Robbins, thầy rất thích cái gì ạ? It is in your moments of decision. Decision là quyết định. Quyết định các bạn nha, quyết định. Rồi, tiếp theo này. Destiny.
là số phận của bạn thay đổi đấy, hoặc là được hình thành. Cái thời khắc mà bạn ra quyết định là cái số phận của bạn được hình thành. Và thầy tin chắc là gì ạ? Rất là nhiều bạn đăng ký cái English Mastery của thầy thì chắc chắn số phận của bạn sẽ thay đổi. Những ai mà đã đăng ký English Mastery hay comment là đã đăng ký chưa nào? Okay, hay comment đi. Đã đăng ký nào? Các bạn mà đã đăng ký English Mastery hay comment đi. Đã đăng ký chưa nào? Đã đăng ký. Ok. Bạn Thanh Nguyễn, các bạn comment đi. Hoặc comment số 9 chưa nào? Please comment 9. 9 hay comment 9 nào? Số nào? 9 nào? 9. Trần Tuấn Anh này. Ok, tuyệt vời. Đấy, thì thầy sẽ đồng hành với các bạn rất là lâu dài để giúp các bạn hỏi toàn đến anh nhỉ. Decision nhá. Ok. Decision, đúng rồi. Khi bạn ra quyết định là mình phải thay đổi, phải giỏi tiếng Anh thì thầy sẽ giúp các bạn. Ok, nó differentiate. Thầy và cộng sự của thầy sẽ thay đổi giúp các bạn nhé. Ok, awesome. Ok. Hôm nay thì ai đã nhận, đã học rất là nhiều từ mới của thầy từ thầy nhỉ? Các bạn hãy comment comment số 1 đi nào. Please comment 1. Nếu các bạn đã học rất là nhiều từ mới từ thầy rồi. Please comment 1, ok? Hãy comment số 1 đi. 1. Ok. Và bây giờ nhé, bây giờ thì các bạn á, các bạn mà ai thấy thầy hôm nay thực sự nhiệt tình chia sẻ, các bạn hãy comment số 6 nào. Please comment 6, ok? Please comment 6. Nếu các bạn cảm thấy thầy hôm nay rất là nhiệt tình, mặc dù thầy đã làm việc 15 tiếng nhé, nhưng mà thầy vẫn rất là nhiệt tình chia sẻ các bạn. Đấy. Ok, awesome. Thank you very much. Rồi. Bây giờ nhá, ai có một số bạn mà chưa biết về khóa học nhé, thì các bạn nếu thực sự muốn tham gia khóa chuyên sâu ấy thì điều kiện cần nhé các bạn. Bây ngay bây giờ nhé, các bạn hãy nhắn tin cho thầy qua số Zalo là gì ạ? 0933 733031 nhé. 0933 này 733031. Đấy, các bạn thực sự muốn tham gia ấy. Còn hôm nay là buổi cuối cùng rồi. Hôm nay buổi cuối cùng thầy dạy miễn phí cho các bạn. Đấy, ai thực sự muốn đồng hành và muốn lên con tàu để đi cùng cả lớp. Đấy, để giỏi tiếng Anh thì mình hay nhắn tin qua số Zalo. Hôm nay thầy cũng không giới thiệu nhiều nữa đâu. Là gì? 0933 733031. Đấy, còn quyết định của các bạn thôi. Đấy, dreams don't work unless you take action, ok? Những cái giấc mơ không thành hiện thực nếu như các bạn không hành động. Giống như thầy bảo các bạn là gì? Các bạn mà học những kiến thức này các bạn không áp dụng hàng ngày thì chắc chắn nó sẽ không thể các bạn tiến bộ được, đúng không? Ai thực sự nhé, ai thực sự mà muốn tiến bộ ấy, hãy nhắn tin cho thầy qua số Zalo 0933 733031 và hãy nhắn là gì? I want. Rồi, cả lớp cho thầy xin phép chia sẻ khoảng 2 phút được không? 2 phút, chắc là phải 5 phút đấy, chắc khoảng 5 phút về cái lớp học này được không? English Mastery, thì hình như có một số bạn mới trong lớp hay sao? Các bạn comment số 9 nào, nếu các bạn đồng ý cho thầy chia sẻ khoảng 5 phút nào. Thầy chia sẻ rất là nhanh thôi, ok. Rồi mình sẽ đến phần cho các bạn hỏi đáp. Ok. Good. Good. So, cái khóa này nhá thì là sẽ có 4 module. Mình học 56 buổi nhá. Mình sẽ học bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 các bạn nhá. 17 tháng 9 này, mình bắt đầu học rồi. Là sẽ module 2. Mình học từ mình sẽ học lớp khai giảng vào 17 tháng 9 các bạn nhá. Học qua Zoom và qua hệ thống video bài giảng online. Đấy, có hàng trăm video để các bạn học online luôn. Và môn 1 mình sẽ học 3.000 từ vựng này. Môn 2 mình sẽ hỏi đáp liên tục tiếng Anh để các bạn nói tiếng Anh trôi chảy này. Và môn 3 mình phải thuyết trình tiếng Anh. Và môn 4 mình sẽ học tiếng Anh qua những video thực tế. Đấy. Và học 3.000 từ vựng này thì các bạn sẽ học qua flashcard như các bạn vừa học này. Các bạn đọc truyện tiếng Anh này. Các bạn xem video song ngữ này. Các bạn học qua tranh này. Và học câu, học từ vựng, học phát triển bản thân. Và học những cái thói quen tốt bằng tiếng Anh. Và 3.000 từ vựng nhé. Ai mong muốn học được 3.000 từ vựng nào? Hãy comment 3.000 đi nào. Please comment 3,000 new words, ok? Hay comment 3,000 như nào? Đấy, thì các bạn phải có trong đầu đó. Các bạn phải biết được 3.000 từ vựng, đúng không? Các bạn phải có trong đầu. Đấy. Và môn thứ hai nhá, thì thầy sẽ luyện những bạn ngữ điệu chuẩn, nói một ngữ điệu chuẩn này, phát âm chuẩn này. Đấy, và các bạn phải trả lời liên tục các bạn nhé. Các bạn phải trả lời liên tục các câu hỏi này. Các bạn nói thế anh. Ai mà tin rằng nếu mình cứ nói thế anh liên tục suốt 8 tháng thì chắc chắn mình sẽ nói tiếng Anh được rồi. Hay comment I believe, tôi tin nào. Hãy comment đi. I believe, nếu bạn tin rằng ngày nào mình phải nói tiếng Anh liên tục thì suốt 8 tháng này chắc chắn mình sẽ nói tiếng Anh được trôi chảy các bạn. Comment đi. I believe. Đúng rồi. Và cái module này nhá thì là thầy sẽ chưa cho bài tập cho các bạn bài tập về nhà nữa. Thầy sẽ có những bài tập về nhà thầy hỏi các bạn trả lời, hỏi trả lời. Và thầy chưa bài tập về nhà cho các bạn nữa suốt 8 tháng liên tục các bạn nhá.
Đấy, và mình còn ôn bài theo nhóm buổi sáng này, rồi tự ôn bài với nhau thì chắc chắn các bạn sẽ nói được tiếng Anh. Và phải thuyết trình tiếng Anh được thì các bạn phải nói dài hơn, các bạn phải nói ngữ điệu và các bạn phải phát âm chuẩn. Ai thực sự muốn thuyết trình được tiếng Anh, nào không chỉ nói tiếng Anh mà còn thuyết trình được một bài tiếng Anh rất là dài khoảng một trang A4 này, các bạn hãy comment số 8 đi, please comment 8. Đúng không? Rồi sáng quyền hàng tuần nhé, thầy tặng các bạn là gì? Learn real English, học tiếng Anh thực tế với những cái game show ở nước ngoài. Đấy, học qua những trình Got Talent, Ellen Show, Jimmy Kimmel, American Idols. Đấy, và mình xem hàng tấn những cái phim hoạt hình và những phim tấn bằng tiếng Anh. Ai thực sự muốn học tiếng Anh thực tế nào qua những người bản địa nào, hãy comment là số 9 đi, please comment 9. Ok, tuyệt vời, rất tuyệt vời. Những ai phải tham dự, những người đi làm này muốn giỏi tiếng Anh, hoặc là bố mẹ mà muốn cả gia đình mình nói tiếng Anh luôn. Đấy, trong gia đình mình ấy thì mình sẽ phải có một ngôn ngữ thứ hai nữa. Như ngày xưa Tùng sinh ra Singapore nhé, thì một đứa trẻ rất là bé người Singapore, nó đã nói được cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh cực kỳ trôi chảy luôn các bạn anh chị nhé. Đấy, thì tại vì trong nhà mình giao tiếp tiếng Anh rất là nhiều. Và ngày xưa Tùng có một bạn đến từ Belgium, bạn học ở Mỹ ấy, là người ta nói 5 thứ tiếng, tại vì người ta sống ở những cộng đồng người ta nói 5 thứ tiếng đấy, chắc chắn người ta sẽ nói được. Và bố mẹ nhé, thì chắc chắn bố mẹ là phải giỏi tiếng Anh để làm gương cho con. Anh chị có đồng ý không? Hãy comment là I agree đi. Please comment I agree nếu anh chị đồng ý là mình phải làm gương. Đấy, mình muốn dạy con thì mình phải làm gương trước, mình phải giỏi tiếng Anh. Mình nói tiếng Anh thì con mới nghe được, đúng không? Và rất nhiều anh chị nhá, tổng để ý là diện các môn khác anh chị bài được. Anh chị có bạn bài được nhưng mà tiếng Anh thì chịu, đúng không? Thì mình phải học để mình dạy tiếng Anh cho các con. Rồi, và các bạn mới ra trường. Đấy, các bạn phải nâng cao kỹ năng để các bạn có những cơ hội công việc tốt, bạn có thu nhập cao hơn. Thế và tất cả những bạn muốn nói tiếng Anh trôi chảy nhá. Đấy. Video testimonial thì là hôm qua các bạn xem rồi. Đấy, và ai thực sự muốn tham gia thì nhắn tin cho thầy. Số Zalo là 0933 733031. Và khi mà các bạn tham gia thì thầy tặng quà 300 video song ngữ này, 100 bộ phim hay nhất bằng tiếng Anh, 1000 người chuyện tiếng Anh, rồi 480 ngày học tiếng Anh các bạn ạ. 480 các bạn sẽ biết rõ ràng ngày nào học như thế nào. Rồi là thầy sẽ gửi email thúc giục các bạn gửi bài tập về nhà qua email nữa. Đấy. Và tổng các module nữa nhá. Thì các bạn học module, các những module này ở ngoài thì ít nhất là mỗi module là 6 triệu các bạn ạ. Ít nhất nhá. Thì các bạn học được 3.000 từ vựng, các bạn phản xạ giao tiếp được, các bạn thuyết trình được tiếng Anh, thì các bạn ít nhất là 6 triệu. Đấy, thì tổng những cái khóa học ấy và quà tặng thì ít nhất là 58 triệu nhá. Thì các bạn nhắn tin ngay bây giờ đi. Now. Now or never. Bây giờ không bao giờ các bạn nhé. 0933 733031. Đấy. Các bạn thực sự nhá, thực sự muốn thì anh nhắn tin đi. Điều kiện cần là các bạn phải nhắn tin qua Zalo cho thầy. Đấy. Thì thầy mới nhận vào lớp. Vào phí này cực kỳ ưu đãi các bạn nhé. Cực kỳ ưu đãi trong 8 tháng. Thì nó không phải là 58 triệu, mà nó chỉ là 5 triệu 900 nghìn thôi. Nếu các bạn thực sự muốn tham gia thì hãy chuyển khoản vào số tài khoản này 18797988888. Trần Thanh Tùng, Vietcombank Hải Phòng nhé. Hoặc là Vietcombank cũng được. Đấy, Vietcombank. Đấy. Nội dung là họ tên, cộng số điện thoại các bạn nhé. Nội dung là họ tên, cộng số điện thoại. Các bạn phải chuyển khoản trước 11:30 đêm nay nhé. Còn sau hôm nay là cuối cùng rồi. Sau hôm nay Tùng sẽ không nhận học viên nữa đâu. Và ngày 17 tháng 9 là mình khai giảng. Và các bạn tham gia khóa English Mastery thì ngày mai được học luôn. Được học luôn. Ngày mai được học luôn nhé. Thứ tư, thứ năm được học luôn các bạn ạ. Và 17 tháng 9 mình sẽ khai giảng. Ok. Và một cái câu thầy rất thích là gì? Đấy là gì ạ? Is in your moments of decision that your destiny is shaped. Các bạn thực sự các bạn mà cam kết các bạn học tiếng Anh thì chắc chắn số phận các bạn sẽ thay đổi. Ok. Good. Ok. Các bạn chụp lại hình ảnh đấy nhá. Các bạn chụp lại đi. Và ai mà chuyển khoản trong hôm nay thì chắc chắn sẽ nhận được những quà tặng của thầy. Ok. I'm sure you will have the gifts. Ok. Thầy sẽ gửi lên ô chat nha. Ok. Các bạn có 2 phút để chuyển khoản nhé. You have 2 minutes, ok. Có rất là nhiều anh chị và các bạn đã tham gia rồi trong khóa này. Thì thầy xin đọc tên một số bạn đã tham gia khóa học nhé. Thầy xin đọc tên Vietcombank này. Khóa học này hiện tại là có cả English Mastery 1 and 2. Là mình có English Mastery 1 and 2 là mình có khoảng... còn 90 người rồi các bạn ạ, 90. Ok, wait a second. Hàng ngày thì có rất là nhiều chuyển khoản từ nhiều công việc kinh doanh khác nhau ấy, nên nó hơi bị lẫn. Ok,
Có bạn Nguyễn Hải Yến này. Ok, Nguyễn Hải Yến này. Rồi bạn Lê, à bạn Lê Văn Thương đã chuyển khoản này. Rồi bạn Phạm Quốc Việt này, anh Phạm Quốc Việt này đã chuyển khoản này. Ok. Rồi bạn nào nữa nhỉ? Văn Công Được, ok, Văn Công Được đã chuyển khoản này. Kha Thi Nhiên đã chuyển khoản này. Và Trần Thị Hướng Nghiệp đã chuyển khoản này. Ok. Hình như bạn Hướng Nghiệp cũng học buổi hôm nay nhé, bạn nhớ đổi tên là EM nhá. Trần Mạnh Tiến này. Rồi, đấy. Ok. Nguyễn Phương Duy Bình này. Ok. Các bạn nhớ nha, các bạn chuyển khoản rồi nhắn tin cho thầy và nhớ tham gia đầy đủ các bạn nhá. Ok. À, và thầy sẽ cho các bạn khoảng vài phút để các bạn hỏi đáp nhé. Ok, ai có câu hỏi gì thì hỏi nhé. Okay, if you have any question, you can ask, ok? Rồi, và có ai hỏi câu hỏi gì không? Yeah, do you have any question? Ok. Good. So, để thầy hỏi anh Bình là đã đăng ký tham gia anh Bình nhỉ? Hello, Mr. Bình. Oh. Chào thầy. Yeah, hi. Hello. Yes, ok. Hôm nay anh học được nhiều không anh? Hôm nay anh học cái gì? Phải cũng ghi kịp thầy. Dạ. Ghi cũng kịp thầy. Cũng nhiều. Ghi không kịp à? Ghi không kịp thì em sẽ gửi cho anh nhé. Em sẽ gửi lại cho. Ok. Em sẽ gửi lại bài giảng hôm nay nhé. Anh ghi nhanh lên. Okay, write faster, ok. Đó, anh xem lại video hôm nay nhé. Okay. Để anh ngủ nữa sao? Có muốn nó chạm quậy trời. Thầy trước có hay dạy ở học viện tài chính không thầy? Không, thầy không dạy học viện tài chính nhá. Thầy dạy ở, thầy là sinh viên đại học ngoại thương, thầy dạy ở quanh khu ngoại thương, không dạy ở khu tài chính. Ok. Được. Rồi các bạn ai thực sự mong muốn thì nhắn tin qua Zalo cho thầy nhá. Đấy, còn đây là cơ hội cuối cùng để các bạn tham gia rồi. Còn nếu mà các bạn tham gia khóa sau thì học phí sẽ đắt hơn, cao hơn rất là nhiều. Ok. Được. Có ai có câu hỏi gì không nhỉ? Ok. Mà nếu mà ai mà không có điều kiện nhá, nếu ai không có điều kiện ấy thì các bạn có thể là học những cái khóa online của thầy thì học phí rất là rẻ thôi. Ai muốn tham gia những khóa online nhỉ? Những khóa online của thầy ấy thì học phí rẻ hơn rất là nhiều. Các bạn hãy comment số 6 ấy nào. Nếu mà ai chưa đăng ký được ấy, chưa đủ điều kiện, các bạn comment số 6 này thì thầy sẽ cho học online. Đấy. Ok. Rồi. Có một số bạn mà chưa đủ điều kiện đúng không? Đấy. Thì nếu bạn tham gia học nhé, không là học trực tiếp nhưng là học qua những cái video online, những video bài giảng online ấy. Và thầy cũng sẽ 18 buổi nhé. Thầy cũng sẽ tặng 18 buổi học vào thứ năm và chủ nhật. Đấy, cộng những video bài giảng online nữa. Thì học phí chỉ là cho bạn học 2 tháng nhé. 2 tháng, 18 buổi. Ok, rút gọn đấy ạ. Các bạn học từ vựng nhé, học từ vựng, học vào tối thứ năm và sáng chủ nhật, 18 buổi thì thầy sẽ giảm giá các bạn là học phí là 2.500.000. Ok, thì học phí cuối cùng thầy các bạn sẽ học vào tối thứ năm này và sáng chủ nhật. Còn nếu mà ai mà thực sự mà đủ điều kiện ấy thì anh chị nên tham gia khóa English Mastery, phải tham gia khóa này thì Tùng sẽ đồng hành được rất là nhiều và giúp đỡ anh chị rất là nhiều. Mình sẽ có những buổi ôn bài này để học một tuần rất là nhiều buổi để các bạn giỏi tiếng Anh. Ok. Rồi. Có ai có câu hỏi gì thì có thể comment trong chat nha các bạn. Đây Tùng sẽ gửi lại một lần nữa này. Cái học phí các bạn thực sự muốn tham gia. Còn nếu mà bạn chưa đủ điều kiện thì có thể là học vào tối thứ năm sáng chủ nhật cộng với tất cả khóa online nhé, cộng với tất cả thì học những bài giảng online, các khóa học online. Ok. Yeah. Rồi các bạn lớp English Mastery có câu hỏi gì không? Ok, thầy đến phần hỏi đáp nhé. Ok, thầy hỏi chị Hiền cho nào. How many hours do you learn English every day, Miss Hiền? Chị Hiền hiện tại đang học bao nhiêu giờ một ngày chị Hiền nhỉ? How many hours do you learn English? Hello teacher. Yeah, hello everyone. Yeah. So how long do you learn English every day?
Chị Hiền hiện tại đang học bao nhiêu giờ một ngày? Chị buổi sáng thì dạy ôn cùng với mấy anh lớp lớp M của mình đấy. Yes. Thì còn tầm 5:30 là dạy khoảng học khoảng tầm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi tùy vào công việc của mọi người sắp xếp. Ai làm sớm thì là đi sớm thì nghỉ sớm. Okay. Còn ai có thời gian thì học khoảng tầm đến 7 giờ hơn 8 giờ cũng được. Tùy. Okay. Good. Và chị đã xem Netflix chưa? Chị xem mới chị xem mới có 2 lần thôi, chưa xem được nhiều. Mình có thói quen xem nhá. Ok. Ok, anh Văn Công được ơi, hôm nay anh học nhiều từ vựng không? Ok, thank you Miss Hiền. Ok, mình chăm học quá nhá. Ok. Được. Hello. Ok. Anh được ơi, hôm nay anh học nhiều từ vựng không? Ok, anh nói đi. Yeah, let's say it. Alo, hôm nay học rất là nhiều thầy ạ. À vâng, ok. Anh nhớ ôn bài nhá. Nhớ ôn lại bài, nhớ xem lại bài này nhá. Thì Tùng sẽ up lại video bài này. Và các anh chị em mới tham gia cái khóa English Mastery thì mình phải xem lại bài nhá. You have to watch it many times. Vâng, thì cho nói thêm. Cái chương trình của mình đó là hiện giờ đa số mấy bạn cùng lớp V2 theo được nghĩ đó là học cùng một lượt tới 3 thầy. Thì em thấy là cùng tháng, cùng ngày, cùng thứ như thế này thì không biết là thời gian học như thế nào nhờ thầy chia sẻ. À, thời gian học anh. Thời gian học lớp English Mastery của mình là học vào tối thứ tư và tối thứ sáu nhé. Tối thứ tư, năm, sáu và sáng chủ nhật. Anh được như vậy đi. Tối thứ tư, năm, sáu và sáng chủ nhật nhé. Cái thông tin đó thì em đã ghi rồi. Nhưng mà ý em muốn nói là ví dụ như vừa học và thầy là Tùng Trần nè. Thầy Lâm Lã này, thầy anh thầy cao Hiếu nữa, chỉ như là 3 thầy cùng dạy khai giảng vào ngày 17 tháng 9 tới này, thì không biết là quý thầy là chia nhau thời gian như thế nào mà để à, cho học thầy Long Lã dạy ban ngày anh ạ, thầy Long Lã dạy ban ngày thì em thì là có thể hôm đấy em bận nhá, thì anh có thể học lại nhá, học lại cũng được, anh có thể xem video lại. Anh nhé. Vâng. Hoặc là các thầy đều có khóa sau ấy. Ví dụ là anh có thể hoãn một thầy vào khóa sau cũng được. Tại vì các lớp là khai giảng liên tục mà. Đấy thì có thể là mình chờ một cái đợt khóa sau khai giảng mình học. Nhưng mà ví dụ như khi mà mình đã chuyển khoản rồi thì sẽ được bảo lưu vào 2 thầy hay là sao thầy? À, anh sẽ chuyển khoản trước ngày khai giảng anh nhé. Thì đã chuyển khoản trước rồi, như là khi mà hôm chia sẻ trong lớp học của thầy Nguyễn Hữu Lam ấy, em đã chuyển khoản hết rồi, vâng. 3 thầy luôn, nhưng mà đều không biết là sẽ được bảo lưu để khóa sau học như thế nào đó. Được, chắc chắn được bảo lưu ấy nhá, tất cả các thầy đều được bảo lưu đấy, anh yên tâm. Nhà khóa của em hoặc là thầy Long Lã hay là thầy Hiếu đều được bảo lưu ấy, anh yên tâm nhá. Và anh học và anh đã học đi học lại rất là nhiều lần. Ok. Yeah. You can learn it. Anh yên tâm, anh yên tâm. Yeah. Thank you. Okay. Hôm nay đã muộn nhá. Cảm ơn các anh chị em nhá. Các anh chị em có thể là bật mic, có thể nếu mà muốn hỏi câu hỏi nào thì hỏi. Mà không thì mình sẽ kết thúc buổi học hôm nay nhá. Goodbye. Xin chào anh chị em các bạn nhá. Goodbye. Chào anh chị em. Bye. Lớp English Mastery của anh chị. Bye. Bye teacher. Bye. See you again. Bye. Bye. Bye teacher. Bye. See you. Thank you. Bye. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.